Rồi nha cô chú anh chị, tỏi củ đá bự dữ vậy. Nè. Nụ nè. Quá trời nụ cả nhà mình ơi. Đây cô chú anh chị nha, giảo siêu nụ Bến Tre nha. Hàng một, liền cốt, uống dáng lòng. Đẹp 130 một cây. Ừ. Cho coi cái mẫu đi Vi, mẫu thêm nữa đi Vi. Thì mới chiều cao, thì chiều cao Vi lấy từ 30 đi ngon. 30 cho đến cây này gần 50 luôn nè. Cái này 60 luôn, bự quá trời bự. Đó, để xử lý ha. Rồi. Chào cả nhà mình đã quay trở lại Phúc An Garden nha. Rồi cô chú ơi, hôm nay tiếp tục ghé vườn của vui Quỳnh Vi ha. Rồi, hôm nay bên Quỳnh Vi sẽ giao lưu một số cái mặt hàng cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Rồi, chào Vi nha. Rồi chào Ngân ha. Dạ chào tất cả cô chú anh chị mình đang xem kênh của Phúc An luôn. Rồi hôm nay quay trở lại vườn á thì tiếp tục em sẽ lên cho giao lưu cho cô chú anh chị mình, đó là siêu bông Sài Gòn ha. Hàng này em ghép cũng được hơn một mùa rồi. Đó. Rất là khuyến cáp ha. Sài Gòn nha cô chú. Dạ. Đế của nó là đế dạng cũ ha. Đó, đế dạng cũ. Siêu bông Sài Gòn. Thì chiều cao thì Vi lấy từ 35 đi, 35 cho đến nó hơn 60 luôn nha. Rồi. Thì cái này là dạng, này là dạng Vi đang thả ha, thả để mình lấy bo á. Rồi. Nhưng mà nó vẫn có nụ ha, nụ nút cô vẫn có để cho mình chơi Tết luôn. Nụ như thế này. Rồi. Thì đối với cái loại này thì vườn Vi sẽ giao lưu với giá là 100 ngàn một cây. Ba cây Vi sẽ bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, siêu bông Sài Gòn ha. Rồi. Nụ này. Phải dạch, dạch ngược lên mới thấy nụ. Đúng rồi, dạch ngược lên nụ nhiều lắm cô chú. Dạch ngược lên thấy nụ cô chú. Dạch ngược lên ha. Đây cô chú anh chị nha, so cái dạng nụ ha. Cái này là hàng giảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú. Siêu bông Sài Gòn ha. Cái hàng lấy bo nha, nhưng mà là cây nó có nụ cho mình nha cô chú. Nè, chiều cao trung bình thì 40 ăn lên ha. 40 ăn lên. Đây, 40 đến 60 luôn à. Ừ. Rồi nụ nè. Đi cầm cây này cho cô chú mình coi kỹ kỹ nè. Nè, nụ nó nè. Nè cô chú, một số cây nó có nụ vậy nha, là siêu bông Sài Gòn nha. Ừ. Giá là 100 ngàn một cây ha. Rồi. Đế là đế dạng cũ thôi chú anh chị. Còn nụ nè. 100 ngàn một cây, 3 cây Vi sẽ miễn ship nha. Rồi. Cái số lượng mình có nhiều không Vi ơi? Số lượng Vi cũng khoảng chừng 200 cây nữa. Rồi, cái cũ nè. Cũ rồi ha. Quá cả nhà. Này đế dạng cũ. Cái hàng này dạng lấy bo nha cô chú anh chị ha. Lấy bo ha. Phượt đọt lên quá tí luôn nè. Bo vô cùng nhiều luôn. Vi cầm cây này cái Vi gọi nụ cho cô chú anh coi nè. Nếu mà cô chú mình mua về mình muốn chơi Tết cũng được ha. Cũng ok nè, cô chú có nụ hết trơn ha. Đó, giờ mình vô cọng dây mình uống nhắn lông nữa chơi Tết được rồi. Đó cô chú. Rồi. Đó. Thì ba cây là 300k. Và ship toàn quốc luôn ha. Rồi, thì này cái này là về lấy cho hơn 100 bo luôn không? Ừ, ba cây nha. Ừ. Rồi. Cô chú anh chị mình tham khảo cái lô này của Vi nha cô chú. Số lượng thì tầm khoảng chừng 200 cây nha cả nhà ơi. Đó, cô chú mình tham khảo giúp em nè. Cúc Thọ Hương luôn, tiếp theo nè. Đây, hàng cúc với Thọ Hương. Hàng này là liền cốt nha cả nhà. Liền cốt rồi, đế là Vi xử lý hết. Rồi. À, thì chiều cao thì lấy Vi lấy từ 35 đi ngon. Rồi. 35 cho đến 50 luôn á. Nút nụ nha cả nhà. Có nút nụ ha. Đây. Thì cái dòng cúc Thọ Hương này đó thì nó nở hoa chùm ha, hoa hai chùm thơm. Cái dòng này thì nó cái lá của nó, cái nụ nó hơi thưa hết cô chú chị, nó không có gì, kẹo bằng siêu nụ của mình nha. Được cái là bông chùm. Bông chùm. Cũng kín cây lắm cũng ok nè. Đó. Nút nụ có nè ha. Dạch lên nhìn thấy. Ừ. Rồi cái này là video luôn sao nè. Thì đối với cái cúc Thọ Hương này thì vừa em sẽ vô luôn với giá là 70 ngàn một cây nha cô chú anh chị. Rồi. À, 4 cây vừa em sẽ bao ship luôn. 4 cây vừa em sẽ bao ship nha. Rồi cô chú tham khảo nha. Cây này ok nha cô chú anh chị. À, cây đang nằm chậu C7 nha. C7 luôn ha. 70 ngàn cây, 4 cây bao ship nè. Đây. Đây cái này máy gửi hàng Vi. Vi gửi hàng từ 3 cây đi nha. Rồi, 3 gửi 4 bao nha cả nhà mình. 3 gửi 4 bao đi. Rồi. Nút nụ nha cô chú. Nói chung là hàng có nút nụ cho mình ha. Ừ. Dạch lên là thấy cả nhà ơi, nó nằm trong lá nha. Rồi, bóc thêm 1 2 cây nữa đi. Đây. Này số lượng chắc ít hả Vi? Số lượng chắc khoảng chừng 300-400 á nghe. 300-400 hả? Ừ, còn nhiều như ta. Nguyên thúng mình đó anh nghe. Mình lại không đầy. Ừ, dưới nguyên giải đây nè. Rồi. Đây cô chú anh chị. Cái này à, cô chú anh chị mình tham khảo nha. Ừ, cái này về cho Tết ổn. Thì đúng rồi, đây là hồi tháng 12 mình rồi nên cái lá của nó sẽ ngả màu ha. Ừ. Nút nụ nha cả nhà mình ơi. 70 ngàn cây hả cô chú anh chị? Rồi này. Chưa có màu có kịp. 70 cây. Nụ nè. Rồi cái này 3 gửi 4 bao nha cả nhà. 208 là 4 cây bao ship đến nơi cho mình nè. Rồi tiếp đến đó là dòng giảo siêu nụ nha. Rồi. Đây, dòng giảo siêu nụ. Hàng liền cốt ha. Liền cốt rồi, đế là để xử lý luôn. Nụ nó dữ dằn luôn ha.
Thì hôm nay á, Vi sẽ cũng giao lưu với giá là 70 ngàn một cây, 4 cây bao ship luôn. Cô chú anh chị mình có thể lấy 2 cây siêu nụ hoặc là 2 cây họ hương ha. Ừ. Giá cũng là 70 ngàn một cây luôn, nụ nó dữ dằn luôn. Dữ dằn luôn, bóc cây khác nữa đi. Bóc ngẫu nhiên đây. Để xích quá cái nó rớt lá. Ừ. Đó, nói chung là cũng dài bữa nữa. Giá là 70 ngàn cây ha. Rồi. Nay là ngày 11 mình rồi. À 13 bắt đầu sẽ lấy lá nha cô chú anh chị. Rồi, ok nè, lùng lực cái cưng nha. Quá trời nụ luôn cả nhà mình đây nè. Xuất sắc nha. 70 ngàn cây ha, 3 gửi 4 bao nha cả nhà mình đây. Trời, cây liền có 100% cho mình luôn nè. Đây cô chú ha, cái này quá thôi. À, cũng có lộn xộn, hôm nay cũng có hũ đất nè cô chú anh chị. Cái đế nè. À, đế nè. Quá trời cái đế đây nè. À, hũ, cái này là phú tân, con cây phú tân. Cô chú anh chị mình có yêu thích cái cây này ha, cái này phú tân nè. Những phú tân đúng không? Phú tân nụ nè. Ừ. Một cây ha, rồi. Một cây phú tân à. Hũ đất nữa. Cả nhà mình ơi, bây giờ thì mình sẽ vào tiếp những cái mặt hàng tiếp theo bên vườn của Vi nha. Rồi, hôm nay Vi sẽ vô một cái lô đó là giỏ siêu nụ nha. Rồi. Đây, thì cái lô này thì vườn Vi sẽ giao lô với giá là 130 một cây. Một cặp thì hai cây Vi sẽ miễn ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi ha, cô chú anh chị, tại củ đế bự dữ Vi. Nè. Nụ nè. Quá trời nụ cả nhà mình ơi. Đây cô chú anh chị nha, giỏ siêu nụ Bến Tre nha. Hàng liền cốt, uống ván lòng. 130 một cây. Ừ. Cho coi cái mẫu đi Vi, mẫu thêm nữa đi Vi. Thì đây, thì mới chiều cao, thì chiều cao Vi lấy từ 30 đi ngon, 30 cho đến cây này gần 50 luôn nè. Cái này 60 luôn, bự quá trời bự. Đó, để xử lý ha. Rồi, lúc đầu là ok luôn ha. Đó. Cái lô này mình còn nhiều không Vi ơi? À, cái lô này chắc Vi phải khoảng 100 cây nữa ngon rồi. Ừ. 130 một cây nha cô chú anh chị. 130 một cây, 2 cây Vi sẽ miễn ship nha cô chú anh chị. 2 cây miễn ship. Rồi cái này là mình gửi hàng sao Vi ơi? Vi hai cây là Vi đã miễn ship và gửi hàng hai cây luôn không? À, hai cây gửi hàng và miễn ship nha cô chú anh chị. Với lại là hôm nay là ngày 11 rồi. Ừ. Ngày 12 thì tối nay sẽ up, ngày 12 là sẽ đóng hàng gửi đi, 13 là toàn bộ may ghép là xuống lá hết nha cô chú anh chị. Rồi. Nếu mà em có gửi hàng cho cô chú anh chị thì ở xa quá thì em sẽ có thể em rong lá bớt ha. Ừ. Rong lá bớt hoặc là nào mà cô chú anh chị nào xa quá yêu cầu vườn lặt lá thì em lặt lá luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi nè cô chú anh chị ơi, 130 một cây nha cả nhà mình ơi, củ đế xử lý rất là đẹp luôn, và đặc biệt là nút nụ cho cô chú anh chị mình chơi tết là bao la luôn ha. Đây cây rất là đẹp cho mình nha cả nhà, chỉ có 130 một cây thôi, một cặp là 260 bên vườn Vi sẽ bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình có nhu cầu mình mua thì mình alo nha, số lượng có hạn nha cô chú anh chị. Đây ha, 500 cây hả Vi ha, khoảng 100 cây trở lại rồi. Ok nè, quá trời nụ luôn nhà mình đây. Nút nụ hay củ đế là ok hết. Đây cô chú. Chiều cao lấy từ 35 ăn lên nha. Phom lùn phom cao, cô chú mình thích cái loại nào thì cứ alo cho bên vườn thôi. Cái lô này Vi khoảng từ 100 cây không? Rồi, tiếp đến là cái lô này. Cái lô này là cũng là giỏ siêu nụ luôn. Rồi. Hàng này nó nằm chậu 2,5 ha. Ừ. Thì cái lô này thì Vi khoảng còn 27 cây là hết luôn á. Rồi 27 cây ha. Thì hoành của nó là Vi lấy 8 nha. Rồi. Cao là 45. Rồi. Tán ngang là 29 ha, tán ngang 29. Trời ơi, nụ dữ dằn nụ luôn ta. Nè, cô chú anh chị mình nhìn nè. Cái dàn nụ là siêu chất lượng luôn ha. Trời ơi nụ nè, kinh vậy ta. Quá trời cả nhà mình đây. Đế này đẹp ha. Cái này mình giao lưu sao nè? Thì Vi sẽ giao lưu với giá là 200 ngàn một cây. Ừ. Một cặp 400k bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, một cặp 400 bao ship toàn quốc nha cả nhà ơi. Cây bự nha cả nhà. Cái hàng này là mấy mùa Vi? Hàng này á, gần 3 mùa rồi đúng không? Ừ. Đó. Toàn bộ là có củ đế nở hết. Đây cô ta cái củ. Cây bự chảng nha cô chú ơi. Lộn đầu. Quá trời nụ ta, nhìn cái dàn nụ thấy mê. Hoành hoành cũ của nó là khoảng 19-20 nè, đồng 19-20 nè. Đó. Thì cây cao là 54 nè. Tán ngang 33 ha. Dạ. Tùy phom cây đó cô chú chị. Đó. Đây, cái phom này cao nè. Nó cao thì cái tán ngang của nó khoảng 30 trở lại thôi. Hồi nụ nè. Quá trời nụ. Ôi cái dàn nụ nè. Nhưng mà củ đế đó to lắm. Ừ, củ đế to ha. Đây nè. Cái củ cái gì?
cái cặp hủ kính nó nặng lắm cô chú ơi, bự dữ lắm, bưng không nổi luôn nè. Có cái cốt nó bự nè, kinh khủng luôn nè cô chú. Mập cái cốt trời ơi nè, tới luôn. Tới cây luôn. 200 ngàn một cây hả cô chú anh chị? Ai ừ. Phơi này cũng phơm lùng, cũng cây phơm lùng nè mà nó đế nó đẹp. Trời ơi, cái củ nào củ nấy là nó xuất sắc luôn, không nói gì luôn. Phơm lùng 30 nè. Đủ dữ dằn luôn. Đủ dữ dằn luôn ha. Còn 27 cây hả cô chú anh chị? Rồi. Nè mà mình có mua hết nguyên lô thì mình alo cho Vi nhanh nha cô chú. Cái này xuống hàng đứng hết là ok. Em không có gửi hết, tại gửi có thể ship xe được hả cô chú anh chị? Nếu mà cô chú anh chị mình lấy lô thì ship xe. Dạ. Cô chú tham khảo nha. Nói chung lô này đẹp nha cô chú. Quá trời nụ luôn, nhìn mê luôn. Mê luôn á. Dạ. Dạ, bây giờ bên vườn Vi sẽ lên mã số cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đây, mã số nhất là Vi lên combo nha, combo dạ. Gồm 2 cây. Đó. Xoắn à, đây là dạo tươi xoắn nha, 2 ly luôn, là 2 chậu ly luôn, là dao nguyên luôn cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, nụ ở đây. Liên cốt luôn nè. Có tí luôn. Cây cũng 2 mùa rưỡi rồi cô chú anh chị. Ừ. Cơm thác luôn nè cô chú nha. Chụp cho mình cái góc cái này. Gì? Thì ơi là Vi, ở góc đẹp. Đây, đây cả nhà ơi, góc đẹp quá chừng ha. Cái này dạo tự sắn nè, dạo tự sắn ha. Rồi, cái này Vi thay chậu à, tặng cô chú mình luôn ha. À, là dao là dao chậu luôn ha. À, đây, cây thứ hai là combo ha, hoặc cặp thứ nhất. Rồi, cặp thứ nhất là cặp này đây cô chú anh chị. Ồ đẹp dữ ta. Cho con coi cái đế cái nha. Này cô chú đế xuất sắc nha. Đế này đế giống như đế thú cũ nè. Dạng cũ mà giống như nổi lên hình thú ha. Đây cô chú nè, có chân luôn nha. Nút nụ là bao la. Cầm đi Vi. Xung xê dễ sợ luôn ta. Cưng ghê chưa? Đó. Rồi, đúng nha. Thì cái cặp thứ nhất, combo thứ nhất ha, Vi sẽ giao lưu với giá là 500k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi. 500k một cặp ha. Rồi ok. Bao ship luôn. Rồi tới cặp thứ hai. Đó, cũng vậy luôn ha, sẵn nha. À, đây cặp thứ hai ở tươi sắn nha. Rồi, đây cô chú anh chị. Thì em sẽ cho mình xem cái bộ đế của nó nha cả nhà ơi. Này, đó, đế ha. Đế đẹp nha cả nhà. Sắn, liền cốt luôn. Cái này nó cũng có nụ hơn ít đổ. Ít hơn hơn cái kia ha. Cái cũng đổ. Không chú anh chị mình thôi về mình lấy bo. Rồi, thì cái cặp này Vi sẽ vô luôn với giá là 350 ha. 350. Một cặp sắn mã số 2 ha. Yeah. Sắn mã số 2 là 350 nha. Đi cầm lên luôn Vi. Đây, cặp này 350 mã số 2 nha cả nhà. Bao ship nha, tặng chậu. Và chậu luôn. Chị tham khảo nha. Giao là giao nguyên gì luôn hả cô chú anh chị? Đó. Rồi, bao ship luôn 350 ạ. Dạ rồi. Theo mã số 3 bên vườn của Vi nha cô chú rồi, anh chị ơi. Số 3 hả cô chú anh chị? Dạ, dạ tự sắn luôn. Sắn nha. Lần đầu. Bao giờ bây giờ? Số 3 ha. Dạ, dạ tự sắn luôn. Hoành của nó là 12 ha. Lúc nó ok nha cả nhà. Cao thì Vi lấy 35 hơn rồi. Rồi. Tái ngang cũng 35 luôn. Thì sắn này không có đo kỹ càng được tại vì nó nụ đây, nụ của mình. Quá trời luôn nha. Rồi. Thì cái cây này thì mã số 3 ha, Vi sẽ giao lưu với giá là 600k bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, dạ, 600 ngàn cho cái mã giả tự sắn này nha cô chú ha. Tiếp theo mã số 4 là một cây giả tự sắn luôn cô chú. Số 4 ha, số 4 hoành nó 12. Rồi. Cao là 46. Rồi. Ngang Vi lấy 30 ha. Thì cây này là giao lưu với giá là 550 ha bao ship cho cô chú anh chị. Rồi, cây này 550, củ đấy đẹp nha cô chú ơi. Ôi, nụ rồi ngon, quá trời luôn. Quá trời nụ luôn ha. Sắn nè cô chú. Ôi nè, mê ha. Rồi, 550 cái mã này nha. Số 4 ha. Ừ. Chú anh chị. Dạ, siêu bông Sài Gòn mã số 5 nha cả nhà. Mã số 5 hoành của nó là 13 ha. Dạ. Cao 72. À, ngang là 69 thì cây này Vi sẽ giao lưu với giá là 700k bao ship nha. Quá trời nụ nhà mình ơi. 700k cho cái mã siêu bông Sài Gòn này nha, để em gọi nụ cả nhà mình xem kỹ xíu nha. Kinh khủng luôn. Mà cây ghép già mùa nha cô chú, nó liền mắc bo chỗ này luôn ha, hai mùa nha. Mã số 5 cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 6 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Rồi, nút nụ ok nha. Hoành của nó là 12 ha. Cao là 59. Rồi. Ngang này nó hơi bay một bên ha. Ngang 52. Nụ. Thì cái cây mã số số 6 này ạ. Vi sẽ vô với giá là 550 ha. Rồi. 550 bao ship toàn quốc cho chú anh chị mình luôn ha. Ship đi là không ship chậu hết chú anh chị. Chế út chậu nha cả nhà ơi. Nè, cái dàn nụ nè, xuất sắc cô chú. 7 luôn.
Siêu bông Sài Gòn chơi Tết nha cả nhà ơi. Nút nụ là bao la luôn rồi ha. Hàng này bao nút nụ vô cô chú của mình nó luôn. 12 ha. Hoành 12 nha. Cao là 69. Trời ơi nè. Gì dữ thằng ột nè. Hàng là 56 ha. Rồi. Thì cây mã số 7 này 550 với bao ship luôn ha. Cây siêu bông Sài Gòn 550 bao ship trong quá trình của chú anh chị mình luôn. Rồi đây cô chú ha. Mình tham khảo dùm em nha cả nhà ơi nè. Quá đẹp luôn ha. Rồi. Mã số 7 ha. Cúc Tây Hy mã số 8 nha. À, hoành của nó là 10 ạ. Rồi. Cao là 56 ha. Ngang 36 thì cây cúc Tây Hy này bị sẽ giao lưu với giá là 400k ha. 400k. Nút nụ nha. Nói chung thời điểm này lá nó xấu lắm nha cô chú, nó không được đẹp nữa nhưng mà nút nụ ok là ổn nha. Đây. Rồi mình tham khảo em nha. Mã này 400k bao ship cho mã số 8 cúc Tây Hy nha cả nhà. Số 9 nè. Cúc Tây Hy luôn hả Vi? Ừ, cúc Tây Hy. Rồi. Quần của nó là 13 nha. Rồi. 13 ha. Cao là 62. Ngang 51. Mã số 9 cũng là cúc Tây Hy. 400k Vi sẽ bao ship cùng với cô chú chị mình luôn ha. Dạ rồi, 400k cho cái mã này luôn cả nhà mình đây. Rồi. Mã số 10 là một cây hữu đức hả cô chú anh chị? Dạ, mùa quần ha. Của nó là 13 ha. Rồi. 13. Cao là 51. Ngang là 42. Cây mã số 10 này Vi sẽ vô lưu với giá là 450 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Ôi, cái cây này nè, cô chú anh chị mình nhìn cái dàn nút của nó nè. Dữ dàng luôn, này là cây giả hủ đức nha. Ừ. Mà cô chú mình vặt lá xuống mình thấy nó đơm lên kinh khủng á. Rồi ha, giả hủ đức cả nhà, 450. Mã số 10 ha, 450. Ừ. Một luôn, cái này gì Vi? 11 vẫn là một cây giả hủ đức luôn. Rồi. Ha. À, hoành của nó là hoành 11. Cao là 44 nè. Yeah. À, ngang là 40 ha. Cây mã số 11 này đi sẽ giao lưu với giá là 400k ha. Cây giả hữu đức này. Lúc lụ là kinh khủng luôn. 400 bao ship nha cô chú. À, cây cúc tỏ hương nha cả nhà mình nha. Cốt mặt dưới nè. Cốt tới cốt luôn. Hoành của nó hoành 10 ha. Hoành 10. Cao 62. Cái nụ nè, kinh luôn. Ngang là 46 ha. Trời. Thì cây mã cúc họ hương mã số 12 này Vi sẽ giao lưu với giá là 400k bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, 400 mã này nha cô chú, nút nụ ok ha. Rồi, rồi à, thì hôm nay Vi lên bao nhiêu mã đó ha cô chú anh chị. Thì cũng rất mong sự ủng hộ của các cô chú anh chị đến với vườn em luôn nha. Rồi, mến chào cả nhà. Dạ rồi, em sẽ kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị mình qua video này sẽ chọn được mặt hàng ưng ý và sưu tầm chơi Tết nha. Dạ em chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.